chống chỉ định của ginkgo biloba thì ginkgo nó có tác dụng là tăng cường lưu thông máu huyết, giúp gì à, hỗ trợ cũng như là chống oxy hóa rất tốt cho não bộ ha. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có một số chống chỉ định mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Cái thứ nhất là người đang bị cao huyết áp. Khi mà chúng ta đang cao áp thì cũng có một số triệu chứng như là đau đầu, ho mắt, chóng mặt, ù tai các kiểu ha. Mà nếu mà chúng ta không đo huyết áp mà chúng ta cứ nhầm lẫn nó là rối loạn tiền đình, chúng ta cho ginkgo biloba thì sao, bệnh tăng áp nó sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì ginkgo nó có tác dụng tăng cường lưu thông máu huyết, mà máu huyết nó lưu thông thì sao, nó sẽ áp lực lên thành mạch nhiều hơn, sẽ gây cao áp trầm trọng hơn nha. Nên khi mà nhà thuốc của chúng ta bán những cái thứ mà bị rối loạn tiền đình cơ bản ha, thì chúng ta cần phải đo huyết áp trước, loại trừ cái gì huyết áp cao ra rồi mới sử dụng ginkgo biloba nha. Ok, đó là cái chống chỉ định thứ nhất. Cái chống chỉ định thứ hai nó cũng trong một số bệnh lý nguy hiểm hơn cao huyết áp, như là gì nhồi máu cơ tim, nhồi máu não hay là xuất huyết não. Trong những số trường hợp này nó cũng có những triệu chứng nó cũng y chang như là gì rối loạn tiền đình gì á, ho mắt, chóng mặt, ù tai, đau đầu các kiểu luôn, mà chúng ta không có phân biệt được mà cứ sử dụng ginkgo thì sao, bệnh nó càng trầm trọng hơn, nhất là gì nhồi máu cơ tim và xuất huyết não nha. Ok, đây là hai cái chống chỉ định cực kỳ là nguy hiểm, chúng ta còn phải quan tâm tới, rất dễ nhầm lẫn với bệnh rối loạn tiền đình. Rồi ok, cái chống chỉ định thứ ba nữa đó là người đang bị gì rong kinh, đe kinh thì chúng ta không được sử dụng ginkgo biloba nha. Bởi vì sử dụng ginkgo này sao cái tác dụng của nó là gì, tăng cường lưu thông máu huyết thì rất dễ bị rong kinh nặng hơn. Một cái chống chỉ định thứ ba của ginkgo biloba nữa đó là gì, những người đang bị chảy máu hay là những người bị rối loạn đông máu thì không được sử dụng ginkgo biloba nha. Ví dụ nha, khi mà chúng ta đang bán thuốc mà một người đang bị tí ngay đầu và người ta có cảm giác là chóng váng và chóng mặt, thì lúc này là gì, là người ta dạng tình trạng người ta đang bị thiếu máu và máu chảy ra nhiều đó. Nói chung tóm lại là cái người mà bị tí ngay đầu rồi đó, đang chảy máu rồi đó, thì chúng ta khuyên đến bệnh viện nha, chứ không được sử dụng ginkgo trong trường hợp này, cũng như là không được sử dụng thuốc giảm đau luôn. Nó giảm đi cái triệu chứng, làm người ta bệnh nhân lầm tưởng là gì bệnh nhân đỡ bệnh hơn, nhưng thực chất đang chảy máu hoặc có thể xuất huyết não phía trong đầu nha. Ok, ngoài cái những chống chỉ định đó ra thì chúng ta sẽ không được sử dụng ginkgo trong một số kết hợp với một số thuốc như là gì thuốc cầm máu này, transamine này, không được sử dụng chung nè, hoặc là thuốc chống kết tật tiểu cầu, ví dụ như aspirin nè, cũng không được sử dụng chung với là ginkgo biloba nha. Tóm lại một điều là khi chúng ta bán ginkgo á thì cần phải đo huyết áp cho bệnh nhân trước, đừng nghĩ là bệnh nhân đang bị rối loạn tiền đình mà phải loại trừ ra người ta bị cao áp trước nha. Có nhiều bạn hỏi là gì những người cao áp có sử dụng được ginkgo hay không. Như nãy mình có nói rồi, người ta đang cao huyết áp thì không được sử dụng ginkgo, nhưng mà một người huyết áp người ta ổn định bình thường rồi thì bạn có thể sử dụng ginkgo. Ok, được nha. Và còn lưu ý thêm một điều nữa, không phải sử dụng ginkgo biloba càng nhiều là càng tốt đâu nha. Nó cũng sẽ có một số liều cụ thể. Ví dụ như trên thị trường có rất là nhiều hàm lượng khác nhau, nhưng nhớ một điều là tổng lượng nạp ginkgo biloba vào thì không được vượt quá 100mg nha. Thì ví dụ như là ginkgo tầm khoảng là 120mg thì chúng ta uống sáng viên, trưa viên, chiều viên là cũng được, cũng ok rồi. Đừng nạp ginkgo quá nhiều, nó sẽ phản tác dụng lại. Ok. Nếu các bạn muốn xem những phần tiếp theo của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe vào channel của tôi. Và nếu như các bạn muốn lãng phí và thời gian của mình thì hãy vào YouTube nhấn YDTV để xem những video của tôi và đăng tải. Nếu bạn thích video này thì hãy chia sẻ với những người mà bạn quan tâm. Cảm ơn và các bạn đã dành đến thời gian video này, và hẹn lại các bạn trong video sau. Chào tạm biệt.